anh em mình làm tập thể các bạn. Giờ anh em chuẩn bị đi về, 5 giờ chiều các bạn. 5 giờ chiều rồi, anh em tập trung đi về nha các bạn. Anh em trồng chuối này, cây chuối này. Cái kia luôn, bên kia nè, bên kia còn nhiều gốc lắm, trong đây còn nhiều lắm. Trong một ngày được 609 thôi, tới 700 các bạn. Tại vì đầu gốc vừa trồng rất là vất vả, anh em tập trung. Đi về rồi, bây giờ quá mệt các bạn ạ. Dự định là 1.000 cây. Em mệt rồi, về thôi. Chỗ trăm đây nè. Lùi tới răng đây nè. Làm đấy bằng hào. Người dân ở đây nào. Giống như vừa. Hào grê, pha grê ở đây. Ui, Huang. Thank you.
quá đông. Anh em đông về chuẩn bị về. Thank you.